Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người đây là giống chuối đỏ này. Đây là quả của nó nhé. Mình thì mình trồng thử một số cây ở vườn này. Cây rất là dễ chăm sóc mà ít sâu bệnh. Quả thì rất là to này. Đấy, mọi người nhìn thế này. Hai ngón tay không hết được. Ba ngón tay này. To lắm. Đây là một buồng của nó nhé. Chuối này thì cái xanh thì nó màu tím này này, còn cái chín thì nó vỏ là đỏ đỏ lắm. Nó ruột thì nó là ruột màu kiểu màu vàng 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 kiểu không như chuối tiêu đâu, kiểu không biết diễn tả nào. Để nói chung là chất lượng thơm lắm, ăn quả thơm lắm. Mình nhìn quả rất là to. Đấy. Mọi người có nhu cầu mua cây giống thì có thể liên hệ cho mình nha. Số điện thoại là 0988 630 871. Trại mình thì trại giống mình thì ở Gia Lâm Hà Nội nha. Xin cảm ơn các mọi người nha.